Joseph được thiên sứ cho biết rằng, hay là Kinh Thánh ghi chép rằng, ông là người có nghĩa. Chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh chép như vậy. Joseph chồng người là người có nghĩa. Quý ông có mong muốn người ta nói mình là người có nghĩa không? Đừng có ai từ chối nha, đừng có ai nói xê nô nha. Người đàn ông là người có nghĩa, đó là một cái phước hạnh vô cùng. Một người nam là người có nghĩa, đó là một cái danh vọng quan trọng hơn hết chúng ta cần phải có. Nếu dù có địa vị trong xã hội này, nếu dù cho có tiền bạc nhiều ở trong tay, nếu có công việc làm lớn lao vĩ đại mà không có nghĩa, thì nó giống như nói một câu tiếng Việt mình là cũng không có nghĩa gì. Phải không? Cuộc đời đó không có nghĩa gì. Người, con người cần phải có nghĩa, nghĩa khí, nghĩa cử, nghĩa nhân. Đó là những điều quan trọng cho những người nam, những người trượng phu. Joseph là người có nghĩa, chúng ta hãy thử xem coi như thế nào nha. Thứ nhất, ông là người có nghĩa là vì cớ ông là người biết suy nghĩ, biết đúng, biết sai. Người có nghĩa là cái người mà biết nghĩ, biết suy nghĩ điều nào thiệt, điều nào hơn, điều nào không nên làm, điều nào nên làm, điều nào phải và điều nào trái. Kinh Thánh nói rằng khi ông Joseph nghe tin Mary vợ hứa của mình mang thai thì ông làm gì? Ông ngẫm nghĩ, ông suy nghĩ, ông tìm cách để mà giúp cho Mary. Đây là một con người có nghĩa. Mà nếu một người không có nghĩa đó thì khi nghe như vậy là bọp chọp, rộn ràng, tức tối, giận dữ và làm cho nó rầm chuyện. Đó là người con không có nghĩa. Người có nghĩa là người khi biết chuyện, khi nghe chuyện phải suy nghĩ. Cho nên Kinh Thánh nói rằng Joseph ngẫm nghĩ. Hay là nói một cách khác, người có nghĩa là một người giống như Joseph. Đây là ông nghĩ đến người khác. Người khác đây là Mary. Suy nghĩ đến Mary. Vì sao phải mang thai? Ông không quan trọng cái điều đó. Dĩ nhiên mang thai, chưa cưới mà mang thai là quan trọng chứ sao không? Nhưng không. Ông suy nghĩ, ông ngẫm nghĩ cái cách để giúp cho Mary. Thưa quý hội thánh, theo luật pháp của người Do Thái thì một người nữ, một cô gái chưa có chồng mà có con á, tức là theo ngôn từ bình dân gọi là có thai hoang đó, thì sẽ bị xử tử. Xử tử ở đây á là đem ra giữa phố chợ hay là giữa cái cộng đồng, người ta ném đá, ném cho đến chết. Đó là cái cách xử của người Do Thái theo luật pháp của Môi-se thời xưa. Nhưng mà một cách thứ hai là nếu là cái người chồng hứa đó, người hôn phu đó, hay là gia đình đó mà biết chuyện á, mà giấu đi, đem giấu đi. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Joseph chọn cái cách đó, đang suy nghĩ chọn cái cách đó, đem giấu đi, toan đem để nhẹm. Để nhẹm tức là đem giấu nhẹm, giấu đi, đừng cho ai biết, để cứu Mary. Thưa quý hội thánh, Kinh Thánh không chép, không nói gì về Joseph thương yêu Mary như thế nào. Không có nói tới. Chúng ta lưu ý cái đó. Hãy chi mà Kinh Thánh nói rằng vì Joseph thương yêu Mary quá đỗi cho nên tìm cách cứu nàng, thì cái đó là một cái chuyện khác. Ở đây không nói đến Joseph thương yêu Mary đến mức độ nào, nhưng mà bởi cái nghĩa cử của ông, chúng ta lưu ý cái đó nha, cái nghĩa khí của ông, cái nghĩa cử cao đẹp của ông, có nghĩa là thôi thì mình tìm cách cứu cô nàng. Chuyện như thế nào không biết, chưa biết, hạ hồi phân giải. Nhưng mà nếu để cô nàng này ai mà biết được thì cô nàng này phải chết. Chúng ta lưu ý điều đó nha, vì Joseph chưa biết gì về cái thai của Mary hết. Bây giờ tôi xin đặt một câu hỏi cho quý ông, tại vì chuyện này chuyện liên quan đến quý ông. Nếu quý ông có người vợ hứa mà như do Mary mang thai như vậy thì quý ông sẽ xử sự làm sao? Có người nói từ hôn liền. Phải không? Đó. Thế thì chúng ta có một sự lựa chọn đi. Rõ ràng là chúng ta hãy đặt địa vị mình giống như Joseph thử xem. Khó xử lắm chứ không phải là dễ đâu.
Mà đối với người Do Thái á, về vấn đề mà những cái vấn đề mà thuộc về mà trinh tiết đó, họ còn quan trọng hơn người Việt của chúng ta nữa. Tôi xin thưa với quý vị, quan trọng lắm. Đó. Cho nên á, là đối với vấn đề đó, người Do Thái họ có luật lệ hẳn thôi và có cái cách xử sự rõ ràng. Nhưng mà vì Joseph là người có nghĩa, là không muốn cho, Kinh Thánh nói rất rõ đây quý vị, chẳng muốn cho người, tức là Mary mang xấu, chúng ta lưu ý cái chữ đó, mang xấu, bèn toan đem để nhèm. Mang xấu rồi cũng sẽ bị chết, bị sự tử chết. Cho nên đó, đây là vấn đề cho chúng ta thấy, Joseph vì cớ là người có nghĩa, tức là biết suy nghĩ, nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác hơn là nghĩ về mình. Quan trọng lắm quý vị. Nếu chúng ta sống trong cuộc sống chúng ta mà biết nghĩ đến người khác là chúng ta là người có nghĩa. Người vợ biết nghĩ đến người chồng, tức là người vợ có nghĩa. Người chồng biết nghĩ đến người vợ, tại sao vợ mình như vậy, lầm than khổ cực, đau đớn, bệnh hoạn, yếu đuối, vân vân và vân vân. Thì đó là một người chồng có nghĩa. Có khi vợ chồng sống với nhau không có thương yêu. Ở đây chúng ta không nói đến thương yêu, mà chúng ta sống bằng tình, tình gì quý vị? Tình nghĩa. Không nói đến tình cảm, mà nói đến tình nghĩa. Có những cặp hôn nhân sống bằng tình nghĩa, thật là phước hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy Joseph đã muốn dùng cái nghĩa cử của mình để nghĩ đến cái lợi ích người khác, tức là Mary, để giúp đỡ Mary. Điều thứ hai trong cái biết suy nghĩ, biết nghĩ đến người khác là Joseph biết nghĩ đến công việc của Chúa nữa. Chẳng những nghĩ đến cái người khác là Mary, để giúp Mary, che chở cho Mary, nhưng mà ông còn nghĩ đến công việc Chúa nữa. Theo như lời của thiên sứ phán dạy ở đây, thưa quý hội thánh, là Mary mang thai, đó là hoàn toàn là thuộc về công việc của Chúa. Phải không quý vị? Mary mang thai là công việc của Chúa. Và đây là cái việc quan trọng, việc lớn, việc trọng đại. Và đó cũng là mạng lệnh của Chúa. Đó cũng là công việc của Chúa. Cho nên thiên sứ phán rằng, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ. Ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ. Và thiên sứ cũng cho ông biết rằng, vì đứa con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, và người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đó là cái sứ mạng mà Chúa giao cho ông Joseph. Không phải chỉ giao cho Mary không, chúng ta đã học qua rồi. Bây giờ đến với ông Joseph và giao cho ông Joseph cái sứ mạng đó. Vì người đứa con đó mà Mary là cô gái đó mang thai đó là Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời, là Giê-xu, và ngươi sẽ đặt tên là Giê-xu đó. Vì con trai ấy, Giê-xu có nghĩa là cứu dân mình ra khỏi tội. Thưa quý hội thánh, mạng lệnh của Chúa truyền cho Joseph và Joseph phải giữ gìn, phải chấp nhận. Đây cũng là một cái nghĩa cử cao đẹp của Joseph. Chồng vợ dù không thương yêu với nhau nhưng mà sống với nhau trọn tình trọn nghĩa, đó là cái phước hạnh. Và thiên sứ nói rằng, ngươi chớ ngại lấy Mary mà làm vợ. Chớ ngại ở đây thì nói lên một cái nghĩa cử cao đẹp của Joseph khi đem Mary về làm vợ mình, song chưa ăn ở. Cái điều đó chúng ta sẽ nói tới. Điều thứ hai nữa là Joseph với cái nghĩa cử cao đẹp đối với Mary để hoàn thành sứ mạng của Chúa giao, đó là gìn giữ Mary, giúp cho Mary được khỏe mạnh để gìn giữ hay là nuôi dưỡng cái thai nhi được khỏe mạnh. Thì vì cớ con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thưa quý hội thánh, bài học ứng dụng của chúng ta ở đây là Joseph với một nghĩa cử cao đẹp để đón nhận Mary về, để giúp đỡ Mary, nuôi dưỡng Mary như một người vợ của mình, nhưng thật sự không phải là vợ theo cái nghĩa đen.
Đây là một nghĩa cử vô cùng quan trọng, đó là một cái sứ mạng của Chúa. Và chính vì cớ Joseph có một cái nghĩa cử cao đẹp đó, cho nên mới Chúa Giê-xu mới ra đời và Chúa Giê-xu mới trở thành cứu Chúa của nhân loại. Chúng ta ứng dụng bài học ở đây. Vợ chồng sống với nhau trong nghĩa cử cao quý để bày tỏ cứu Chúa mà chúng ta tin, chúng ta đang mang trong lòng, bày tỏ một cứu Chúa đó cho người khác biết. Quý vị có thấy điều đó không? Mỗi người chúng ta đều có một cứu Chúa ở trong lòng. Chúng ta đang mang Giê-xu, con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúng ta mang ở trong lòng. Mà chúng ta sống với vợ chồng mà cắn đắng với nhau, sống vợ chồng mà gây gổ với nhau, sống vợ chồng mà cứ tính toán với nhau, sống vợ chồng mà không có thuận hòa, không có dùng nghĩa cử cao quý để đối với nhau, không có tình nghĩa một cách tốt đẹp với nhau, thì làm sao mà sản sinh một cứu Chúa Giê-xu đưa đến cho người khác được? Phải không quý vị? Đừng nghĩ đến Chúa Giê-xu ở đâu nữa trên trời nữa quý vị ơi, mà hãy nghĩ Chúa Giê-xu đang ở trong nhà của mình, ở trong đời sống của chúng ta. Để rồi danh của Chúa hay là Chúa Giê-xu đó mới trở thành một cứu Chúa cho người khác. Đó là điều quan trọng. Trong mùa Giáng sinh này, quý ông, quý bà, quý anh em, chị em hãy làm điều đó. Hãy đem Chúa Giê-xu đến cho những người chưa biết Chúa, để họ biết được đây là một cứu Chúa ra đời. À, nếu mà quý vị có smartphone sáng hôm nay, quý vị cứ mở cái trang web của YouTube The Rapture 2017, quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái clip, những cái trang web đó đó sẽ nói rằng là liệu chúng ta đón Giáng sinh lần cuối ở đón Giáng sinh trên thiên đàng không? Có một cái clip nói như vậy. Hay là có phải mùa Giáng sinh này là lần cuối cùng của chúng ta không? Hoặc là liệu Chúa trở lại vào cuối năm nay không? Hay là chúng ta có thể đón mừng Giáng sinh được ở trên đất hay không? Đó là những cái trang web mà những cái clip, dù không biết là nó đúng hay sai, nhưng mà đó là những lời tỉnh thức, thưa quý hội thánh. Những lời tỉnh thức đối với chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đang mong chờ Chúa trở lại để tiếp đón chúng ta. Mà có những người họ mong muốn Chúa đến, và họ nghiên cứu, họ tìm hiểu, họ thấy rằng chắc Chúa đến, cho nên họ mới viết ra, họ mới làm ra những cái điều đó. Dĩ nhiên đúng hay sai chúng ta chưa bàn tới, nhưng mà chúng ta thấy được những tấm lòng của những con người đó. Will we celebrate Christmas in heaven? Liệu chúng ta có thể đón Giáng sinh ở trên thiên đàng không? Rất là nhắc nhở chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta chuẩn bị để mà có thể tiếng kèn chót thổi lên bất cứ lúc nào. Quý vị biết ở trang báo Daily Today thì nói rằng liệu rằng ông Tổng thống Trump sẽ cho chiến tranh xảy ra Bắc Hàn vào cuối năm nay không? Quý vị lưu ý cái đó. Mà chiến tranh là chẳng phải là chiến tranh mà xua quân qua đánh nhau rồi rút gươm ra chản đánh rồi chạy đi về, không có. Anh chỉ cần ngồi ở chỗ bấm nút thôi thì quý vị thấy rất là nguy hiểm. Đó. Cho nên thưa quý hội thánh, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tấm lòng của chúng ta đối với Chúa trong thời kỳ cuối rốt này. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ còn chừng nào Chúa trở lại hay là tiếng kèn chót thổi lên tôi không nói được, là việc tôi cũng không biết. Nhưng mà chúng ta phải ready, thấy không quý vị? Ready. Phần thứ hai mà chúng ta học sáng hôm nay, Joseph là một người có nghĩa, là vì cớ ông là một người tận tụy, một người chịu khó. Tôi nhấn mạnh là chịu khó và khó chịu khác nhau nha. Phải chịu khó, chịu cực và có tinh thần hy sinh. Joseph là một người có nghĩa, cho nên ông biết cách để sống một đời sống chịu đựng gian khó, hy sinh và tận tụy. Những điều đó được chép ở trong Luca đoạn 2. Và đặc biệt chỉ có Matthew và Luca là hai sách phúc âm này nói về cái sự tích Chúa Giáng sinh một cách là cụ thể rõ ràng. Ngoài ra là Mark và Giăng thì không có nói tới. Thì Luca đoạn 2
cho chúng ta thấy cái sự tận tụy, chịu khó và sự hy sinh của Joseph trong cả một cái thời gian là từ khi Mary mang thai, được thiên sứ phán dạy ông trong giấc chiêm bao và ông thức dậy để ông làm theo cái mạng lệnh của Chúa đó, cho đến khi đưa Mary và con trẻ Chúa Giêsu đến Ai Cập và từ sống Ai Cập rồi từ sau đó trở về Nazareth trở lại. Cả một cái quá trình, một cái thời gian dài như vậy. Và Luca viết lại một cách chi tiết để chúng ta có thể hiểu là cái tấm lòng của Joseph cưu mang, lo lắng, giúp đỡ Mary và con trẻ như thế nào, hài nhi thánh như thế nào. Tất cả những điều đó chúng ta thấy ông là một người có nghĩa khí, không phải là tấm lòng có nghĩa, cái nghĩa cử không, mà có cái nghĩa khí. Tôi hầu chú với người Hoa, tôi biết cái nghĩa khí của người Hoa mạnh lắm. Cái nghĩa khí đó đó là vượt lên tất cả những khó khăn. Với những cái nghĩa khí trọng người, trọng ơn của Chúa đó, coi trọng á, nghĩa nhân á, thì mới hết lòng lo cho Mary, bảo vệ hài nhi thánh cho đến khi sanh nở. Quý vị hãy thử tưởng tượng một điều này. Đây là tâm lý chung và đó cũng là cái đời sống của con người nói chung. Kinh Thánh nói rằng song không ăn ở với. Nếu chúng ta học Kinh Thánh mà chúng ta đọc lướt qua, chúng ta thấy không có quan trọng, chúng ta thấy nó không có một cái gì gọi là sâu sắc ý nghĩa. Nhưng mà nếu là quý anh em, quý đàn ông mà khi gần lập gia đình á, có vợ hứa đó, mà dùng cái chữ là đừng có ăn ở đó, thì quý vị sẽ thấy cái câu này nó nặng nề lắm, nó khó lắm đó, khó thực hiện lắm đó, nó bị cám dỗ dữ lắm đó, nó bị thử thách chúng ta lắm đó, phải không quý vị? Nhất là ở chung nhà mà không ăn ở. Quý vị hãy thử tưởng tượng coi, tôi không muốn đào sâu cái này, nhưng mà hãy thử tưởng tượng Joseph hy sinh biết bao nhiêu. Vì con người chúng ta rất dễ bị yếu đuối, con người chúng ta rất dễ bị cái lý luận tự nhiên thôi. Ồ, trước sau gì cô này cũng là vợ mình, phải không? Cho nên chính cái nghĩa khí của Joseph là một con người chúng ta thấy rõ, bày tỏ rất rõ ràng. Và Chúa đã dùng ông ta như vậy một cái thời gian trong cuộc sống, và ông ta chịu đựng. Người Việt chúng ta có câu nói sao? Lửa gần rơm thì sao quý vị? Đó. Cho nên là lửa mà gần rơm, mà ở đây Joseph hoàn toàn với một nghĩa cử cao đẹp, một nghĩa khí của một người nam gần theo mạng lệnh của Chúa, không coi cái việc đó là cái vấn đề quan trọng trong cuộc sống của mình. Cho nên ông mới bảo toàn được sứ mạng của Chúa và cái đời sống của trinh tiết của Mary cũng như của Chúa Giêsu. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ông tận tụy chịu khó hy sinh ở đây đó, đó là để hoàn thành mạng lệnh của Chúa, và ông ta nhất mực làm theo hết. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cái hành trình gian khó của Joseph và Mary đi từ Nazareth để trở về Jerusalem để khai tên mình vào sổ theo như mạng lệnh của vua Archelao lúc bây giờ. Quý hội thánh đừng có nghĩ rằng Joseph ngồi trên xe Lexus Mercedes láng bóng chở Mary đi on quang quang trên freeway. Không có. Chúng ta bây giờ mới có cái chuyện đó. Còn ngày xưa ông Joseph không có cái đó. Còn có người nghĩ rằng có lẽ Joseph để bà Mary ở trên con lừa rồi dẫn dắt đi nữa. Cũng còn sang. Như vậy cũng còn sang, phải không quý vị? Có con lừa, có con lạc đà, tôi nghĩ rằng cũng còn sang. Chắc không có đâu. Tôi nghĩ là không có con lừa, con lạc đà gì để bả cởi đâu, không có. Hai người lội bộ thôi. Mà quý vị thử tưởng tượng lội bộ một mao thôi là thấy mỗi chân không? Hai mao, ba mao, không có. Cho nên mà lúc này là lúc Mary mang thai, chúng ta đừng quên điều đó. Một người nữ mang thai thì đi đường bộ, dù cho có ngồi lạc đà hay là ngồi con lừa đi chăng nữa thì cũng khó nhọc lắm.
Tôi thấy quý bà quý cô mà có thai ngồi xe lách xịt nó lắng bóng mà xe đi ngon lành mà cũng còn than nữa. Phải không? Cũng còn than thở nữa thì huống hồ. Chúng ta mới cảm nhận được, tôi nói điều đó, chúng ta mới cảm nhận được cái sự khó nhọc của một người mang thai. Và đồng thời kế bên cạnh đó là một người nam, là Joseph. Một người Joseph mà mới hứa gả thôi. Mà chúng ta biết á, một người đàn ông mà lo cho một người nữ, một người vợ con, vợ đó mà bà vợ buồn bã đau đớn mà cằn nhằn á, nhắc thì người đàn ông đó có vui không quý vị? Chắc chắn không vui. Joseph chắc chắn sẽ bực mình lắm á. Nói thôi bà đừng có hành tôi nữa. Nói bà ơi, bà ráng bà chịu khó chịu đau chứ bà nhằn tôi sao được? Tôi hết sức tôi rồi, tôi lo hết sức của tôi rồi. Vân vân và vân vân. Thường ở trong cái hoàn cảnh khó nghèo á, vợ chồng hay cắn đắng với nhau lắm. Quý vị có thấy không? Có không? Thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu cái gì đó một chút thôi, bà vợ nhăn nhó là ông chồng cũng nhó nhăn. Ông chồng cũng bực mình. Ngược lại cũng vậy thôi à. Trong sự thiếu thốn, nghèo khó, vợ chồng rất dễ cắn đắng nhau. Mà nói như vậy cũng không chính xác nữa. Thậm chí rất là giàu có, tiền bạc đầy dẫy, vợ chồng có cắn đắng nhau không quý vị? Cũng có nữa. Lạ như vậy, con người thấy lạ cho đó à, tiền ai nấy xài cũng là bị cắn đắng nhau nữa. Sao tôi thấy ông xài tiền nhiều quá vậy? Hoặc là tôi thấy bà, sao bà ỷ bà có tiền, bà lương cao, bà xài nhiều quá vậy? Có không? Có. Đừng có nghĩ rằng mình tiền ai nấy xài là mình yên chuyện. Không có đâu, tôi nghĩ không có đâu. Tôi với nhà tôi cũng tiền ai nấy xài chứ gì, phải không? Nhưng mà không có bao giờ trắng đắng đâu. Không có đâu. Nói cho vui như vậy là chúng ta phải hiểu lời Chúa hơn hết quý vị. Hãy dùng lời Chúa để sống với cuộc sống của chúng ta đầy những cám dỗ thử thách. Cho nên cái nghĩa cử là quan trọng lắm. Joseph là một người có nghĩa. Chúng ta lưu ý nha, tại sao Kinh Thánh không chép rằng Joseph là một con người có quyền, có thế? Joseph cũng là có thể, ông là có quyền, có thế là vì có ông là dòng dõi vua David mà. À, Joseph là một người có nhiều tiền, nhiều của, vân vân, không có. Joseph là người có nghĩa là đủ rồi. Vì chính cái nghĩa đó cho nên mới giúp được Mary rất là nhiều. Và trong sự nghèo khó của họ, họ là mới giữ được sự bình an, phước hạnh để mà đem Chúa Giê-xu vào đời, đem Chúa Giê-xu sanh ra cho nhân loại. Joseph đưa Mary từ Nazareth đến Jerusalem để khai tên vào sổ. Đường xá xa xôi, cực nhọc, mà đến khi đến nhà quán không có chỗ ở. Trong trường hợp này, nếu quý anh em, quý ông sẽ làm sao? Tôi như Joseph, tôi cự tới nơi. Tôi mà như Joseph tôi nóng lắm, tôi cự tới nơi. Ông không thấy bà xã của tôi đang mang thai đi sao? Sắp sửa sanh nè. Bây giờ ông ỷ ông muốn có tiền, thu tiền thì ông cho người ta vô phòng ở rồi này kia, vô có chỗ ở ngon lành ngủ nghỉ, nhờ ông bỏ bê người này sao? Không có. Joseph là một con người chúng ta thấy đến nước này mà ông còn yên lặng. Ông không có tranh luận biện luận gì hết. Thôi, không có nhà quán, không còn chỗ ở thôi. Tại chắc là mình không có tiền. Chắc tại mình không có tiền cho nên mình không có đặt cọc trước, không có deposit trước, không có order trước, không có book trước, vân vân. Cho nên thôi mình phải chịu đi. Thế là như vậy. Thôi thì chúng ta thấy ông cảm nhận cái điều đó. Và vào không có cái chỗ nơi thì ông đi tìm cái máng cỏ, tìm một cái chuồng chiên. Và rồi Mary sanh người con đầu lòng. Kinh Thánh chép rất hay quý vị, chúng ta chú ý cái đó nha. Mary sanh con đầu lòng, có nghĩa là về sau này Mary còn có những người con khác. Lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Khăn là cái khăn đội trên đầu của người phụ nữ, người Do Thái ai cũng có hết. Dĩ nhiên nghèo, không có tiền, có bạc, nhưng mà phải có cái khăn. Cho nên lấy cái khăn đó, bọc con mình, bọc hài nhi. Một cái sự nghèo khó, cơ cực. Và tôi xin mở rộng ra một chút ở chỗ này quý vị.
Sở dĩ mà tôi nói sự nghèo khó đó là vì cớ nếu chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta biết cái background, cái bối cảnh của người Do Thái bị dân La Mã đế quốc cai trị vào thời của Chúa Giê-xu, nó rất là thảm thương như thế nào, nó là khốn khổ ra làm sao, chúng ta mới thấy được cái sự nghèo khó của Mary và Joseph. Chúng ta lưu ý cái đó. Và chúng ta mới thấy được Chúa Giê-xu sau khi này đi giảng đạo và người dân họ đi theo Chúa Giê-xu đông là để được làm gì đó. Chúng ta mới hiểu được cái điều đó. Và Chúa nhìn thấy đoàn dân đông nghèo sơ, nghèo sát, áo quần rách rưới rồi khổ đau như vậy, Chúa động lòng thương xót, chúng ta mới hiểu được cái sự nghèo khó của người dân Do Thái lúc bấy giờ. Cho nên Joseph và Mary là như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy dù hoàn cảnh nghèo khó như thế nào, vợ chồng đừng có cắn đắng với nhau, đừng có buồn phiền với nhau, mà hãy chịu đựng với nhau, hãy nhẫn chịu với nhau, hãy nói với nhau rằng Chúa muốn mình như vậy, thôi mình cứ chấp nhận. Hãy cầu nguyện để xin Chúa mở đường để mình có thể sống tốt hơn. Hãy cầu nguyện như thế. Tôi thường nói với nhà tôi, bà đi làm cực quá mà sao bà về tôi thấy bà vui quá. Bà vui chứ không phải tôi vui nha. Thấy bà vui quá, thấy bà cười, bà hát, khích lệ tôi lắm. Quý vị thấy đi. Hãy nhìn người vợ mình, hãy nhìn người chồng mình và nói những lời như vậy. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta học được nơi Joseph đây. Điều thứ ba cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ, hôm nay bài giảng dường như thấy dài nhưng mà sẽ là rất là ngắn. Chúng ta sẽ nghỉ trước 12 giờ. Phần cuối cùng của bài học hôm nay đó là Joseph là một người có nghĩa vì ông cũng là một người trung tín, biết vâng phục, biết vâng lời Chúa. Quan trọng lắm quý vị. Đức Chúa Trời luôn luôn dùng những con người có lòng vâng phục, có người, những con người mà trung tín để có thể làm xong cái sứ mạng của Chúa. Vì nếu mà làm xong cái sứ mạng của Chúa mà không trung tín á, làm nửa chừng á, bỏ dở á, thì chương trình của Chúa bị hư hết. Chúa cũng không muốn, không đẹp lòng. Mà muốn có sự trung tín á, thì phải biết vâng phục. Chúng ta luôn luôn thấy cái điều này, vâng lời, vâng phục và trung tín đi đôi với nhau. Có vâng lời, vâng phục Chúa đó thì mới có thể thể hiện sự trung tín. Và ngược lại á, không có vâng lời thì đừng có nói đến sự trung tín. Ở đây Joseph là người có nghĩa, có nhân, cho nên tấm lòng của ông gần gũi với Chúa lắm. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy những cái bậc thánh nhân, những con người mà họ được gần gũi với Chúa đó, là họ thường được Chúa mặc khải, tức là bày tỏ cái ý muốn của Chúa và công việc của Chúa qua giấc chiêm bao hoặc là qua cái sự hiện ra của Chúa. Bởi vì Chúa không bao giờ đến với những cái tấm lòng mà xa cách Chúa, tấm lòng không biết Chúa, Chúa không đến. Mà chỉ có những tấm lòng gần gũi với Chúa, những tấm lòng mà có nghĩa, có nhân, có đức, có độ đó, thì mới dễ dàng đến với Chúa. Và Chúa mới đến với những người đó. Chúng ta thấy có một mối tương giao tốt với Chúa. Cho nên tất cả những cái gì mà Chúa bày tỏ cho ông Joseph đó, thưa quý hội thánh, chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy rõ là đều bày tỏ trong giấc chiêm bao. Lạ lùng một điều á, là đối với chúng ta đó, thì thường khi nằm chiêm bao á, chúng ta nhớ, chúng ta kể lại cho người khác nghe đó, thì cái người khác nghe người khác nói như thế nào? Ôi, chiêm bao mà cũng quan trọng gì, thấy không? Nằm chiêm bao mà cũng thấy có gì đâu mà ghê. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng sáng hôm nay tôi thường nói nhà tôi, sẽ lại nói nhiều chút. Nhà tôi nằm chiêm bao nhiều lắm. Bà có thể hát nữa, bà có thể nói chuyện nữa. Mà bà kể cho tôi nghe, tôi nói, ô bà nằm chiêm bao mà, phải không? Chiêm bao, tức là không quan trọng. Nhưng mà lạ lùng ở trong Kinh Thánh đó, là những người nằm chiêm bao lại là những điều quan trọng, những con người quan trọng vô cùng. Không biết quý hội thánh, quý ông bà, anh em chị em có lưu ý cái này không? Khi tôi học Kinh Thánh, tôi nghiên cứu, tôi thấy có một điều lý thú nè. Ông Joseph là trong Matthew ghi chép là ông nằm chiêm bao, và Matthew đoạn 1 đoạn 2 đều nói đến những giấc chiêm bao của Joseph.
Thí dụ như là ban đầu khi nghe tin Maria mang thai thì ông Joseph ông đã nằm chiêm bao vì ông đang ngẫm nghĩ cần phải làm cái gì, thì thiên sứ hiện đến ông dắt chiêm bao, trong Matthew đoạn 1 câu 20 chép. Rồi sau khi mà Chúa Giêsu sanh ra và các vị bác sĩ nhà thông thái đến thăm viếng Chúa Giêsu, đem những cái quà đến kính Chúa Giêsu, thờ phượng Chúa Giêsu, thì Joseph lại nằm chiêm bao và được thiên sứ truyền lệnh là phải đem con trẻ đi liền vượt biên qua bên Ai Cập sống. Đó, thì Joseph đã vâng lời đi. Rồi sau nữa chúng ta thấy khi vua Herod chết ở tại Ai Cập đó, thì Joseph cũng được nằm chiêm bao và Chúa truyền rằng phải đem con trẻ về, vì bây giờ an toàn rồi, cái vị vua mà tìm giết con trẻ không còn nữa. Thế là ông về. Mà khi ông về đến nơi rồi đó, ông không biết bây giờ mình phải định cư ở đâu. Mặc dù đây là quê hương mình, nhưng mà mình bỏ ra đi thì bây giờ mình về, không biết về ở tại, nên ở tại Jerusalem hay là ở nơi đâu. Thì Chúa cũng dùng giấc chiêm bao để mà cho ông biết là ông về Nazareth. Đó. Quý vị thấy hồi nãy giờ tôi kể toàn là Joseph nằm chiêm bao không à? Mà chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy cái đó. Quý vị sẽ về đọc đoạn 1, đoạn 2, quý vị highlight lên đi. Joseph nằm chiêm bao, rồi thức dậy. Chúng ta sẽ thấy nó là chiêm bao. Cho nên có một điều lạ lùng là trong thời Cựu Ước có một ông Joseph. Ông Joseph đó quý vị nhớ không? Có nằm chiêm bao không? Cũng nằm chiêm bao. Joseph con của Gia-cốp, phải không? Gia-cốp là tổ phụ của dân Israel và sanh ra 12 người con, trong đó có ông Joseph nằm chiêm bao. Và Joseph nằm chiêm bao đến nỗi mà các anh mình ghét và gọi ông Joseph là thằng nằm mộng, tức là thằng chiêm bao. Đó, Joseph được biệt danh là thằng chiêm bao. Như vậy quý ông bà chị em đừng đặt con tên mình, tao con của mình tên là Joseph nha. Nghe nói Joseph cái nghe hay lắm ha. Nhưng mà là cái thằng chiêm bao, thằng nằm mơ, dreamer. Thưa quý hội thánh, Cựu Ước nói đến Joseph nằm chiêm bao và lập ra một cái dòng dõi dân Israel, con Đức Chúa Trời, dòng dõi thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tân Ước cũng trở lại ban đầu như là ban đầu, một dòng dõi mới cũng là một Joseph nằm chiêm bao. Quý vị có để ý không? Joseph nằm chiêm bao và với những giấc chiêm bao của Joseph mà Chúa Giêsu ra đời và một dòng dõi mới được sản sinh ra. Đó là tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời, là hội thánh của Chúa qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Cũng do những giấc chiêm bao của Joseph này thôi. Đức Chúa Trời làm việc một cách rất là điều đặn, rất là kỹ lưỡng, cho chúng ta thấy thời Cựu Ước hay thời Tân Ước gì cũng như một mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta thấy vấn đề Joseph nằm chiêm bao được nhận được mặc khải của Chúa là một điều tốt rồi. Nhưng mà nhận được mặc khải của Chúa, nằm chiêm bao thấy được điều Chúa bày tỏ, đó là một chuyện. Còn cái chuyện thứ hai quan trọng hơn, đó là vì gì quý vị? Đó là mình phải làm theo, là phải làm, phải hành động. Nằm chiêm bao thấy điều Chúa bày tỏ thì vui mừng lắm, sung sướng lắm. Thức dậy rồi quên hết hay là không làm theo thì cũng vô ích. Joseph quan trọng mà giấc chiêm bao của ông trở thành quan trọng là ông làm theo. Cho nên Kinh Thánh cũng chép như thế này, Joseph trong chiêm bao thấy được, bèn thức dậy mà làm theo. Thức dậy là đi làm theo điều đó. Và chính vì vậy cho nên nó trở thành một cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta. Ngày nay chúng ta thải đều có lời Chúa hết rồi. Quý vị, quý ông bà, anh em, chị em có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời rồi. Có sự mặc khải của Chúa rồi. Có sự bày tỏ của Chúa rồi. Thì bây giờ vấn đề là không phải là mình có Kinh Thánh hay là không có Kinh Thánh nữa. Không có lời Chúa hay có lời Chúa nữa. Vấn đề là quan trọng là gì quý vị? Là làm theo. Hãy làm theo lời này thì ngươi và nhà ngươi được phước. Kinh Thánh cũng chép như vậy đó. Làm theo. Có bao nhiêu người trong quý vị ngồi hôm nay, sáng hôm nay nghe tôi chia sẻ mà nghĩ lại mình có làm theo bao nhiêu? Hoặc là mình có đọc Kinh Thánh hay không?
mình có nghiên cứu tìm hiểu lời Chúa hay không. Hãy tự xét lấy mình đi. Xin Thánh Linh Chúa soi sáng đi. Đó. Mặc khải của Chúa, Revelation, đây là có rồi. Mà bây giờ mình không có màng tới, không làm theo. Chuyện là chuyện của Chúa, còn chuyện của mình cứ sống. Thế thì nguy hiểm lắm. Hãy học nơi Joseph quý vị. Joseph được sự mặc khải của Chúa mà phải thức dậy làm theo. Sáng nay xin Chúa cho chúng ta học được những bài học quý báu từ nơi cuộc đời của Joseph. Joseph là một người có nghĩa khi ông biết nghĩ đến người khác. Nếu ông không nghĩ đến người khác, tức là nghĩ đến Mary đó, thì nó hư bột hư đường hết rồi. Ông là người có nghĩa là vì cớ ông biết tận tụy, hy sinh, chịu khó để giúp cho Mary hoàn thành sứ mạng của Chúa giao cho Mary, cũng là sứ mạng mà Chúa giao cho mình. Sự hiệp tác giữa vợ và chồng, giữa chồng với vợ, đó là một cái sứ mạng mà Chúa truyền cho mỗi gia đình chúng ta. Và chúng ta cũng hoàn thành cái sứ mạng đó là đem Chúa Giê-xu vào đời, đến với những người khác qua cái đời sống hạnh phúc của gia đình chúng ta. Và điều thứ ba là Joseph là một người có nghĩa. Điều đó ông cũng có nghĩa là ông là người biết vâng lời Chúa, biết trung tín, vâng phục Chúa trong mọi sự. Vâng phục Chúa không phải là dễ đâu quý vị. Làm theo lời Chúa dạy khó lắm. Khó chính bản thân mình chứ không phải chuyện người khác. Joseph có thể thức dậy nói rằng: ô, thiên sứ biểu tôi đi qua Ai Cập, làm sao tôi đi? Biểu tôi vượt biên, làm sao tôi vượt biên? Vâng vâng, phải không? Có, ông có thể bàn nó một cái cách khác. Thôi kệ chuyện của Chúa, tôi bây giờ tôi miễn tôi bảo toàn baby này được rồi, hài nhi thánh này rồi. Thôi tôi không có tiền, không có bạc gì hết, đi tốn kém lắm, thôi mình đi trốn chỗ khác. Có thể theo cái cách riêng của Joseph. Vâng vâng và vâng vâng. Nhưng không. Vâng theo lời Chúa, trung tín, làm theo lời Chúa. Và nhất cử nhất động nha quý vị, tôi dùng cái chữ đó là Joseph đến nỗi mà chỗ ở của mình cũng phải là nương vào cái sự chỉ dẫn của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 ở đây, cái phần cuối của đoạn 2 chép như thế này. Bởi vì vua Archelao nói ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chim bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Đó, chúng ta thấy không? Ông phải theo lời Chúa dạy như vậy để về ở nơi Nazareth. Và điều đó ứng nghiệm Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là người Nazareth. Thưa quý hội thánh, nói một cách dễ hiểu, nếu chúng ta không có giống như Joseph, có một nghĩa cử, một nghĩa khí, một cái điều tốt đẹp trong ơn của Chúa, thì chúng ta không thể nào đem Chúa Giê-xu đến với người khác. Và chương trình cứu rỗi của Chúa dù đã có đó cũng trở thành vô ích, vô nghĩa đối với những người chưa tin Chúa, đối với những người sống chung quanh chúng ta. Và trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy làm Joseph, chúng ta hãy làm Mary, đem Chúa Giê-xu đến với những người khác.